Xin được mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các chuyên gia hàng đầu trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, việc xem tử vi cho tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 trong tháng 1 âm lịch sẽ chỉ rõ cho quý vị biết trước được bức tranh tổng quát về vận hạn của mình trong tháng 1 tới đây. Và để từ đó thì quý vị sẽ có được những bước đi đúng đắn và chính xác nhất giúp cho con đường tài lộc, công danh sự nghiệp của mình được phất lên như diều gặp gió. Phần luận giải này thì được thực hiện bởi thầy Gia Cát, vì vậy nên là quý vị hãy hoàn toàn yên tâm về độ chính xác và chi tiết. Trong phần luận giải này thì thầy cũng chỉ rõ cho quý vị và các bạn những bước đi đúng đắn nhất trong tháng 1 và đồng thời cũng sẽ chỉ cho quý vị những cách hóa giải về vận hạn của mình một cách đơn giản nhưng mà lại vô cùng hiệu quả. Còn cụ thể như thế nào thì Diễm Quỳnh xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe Phong thủy Gia Cát chia sẻ ngay sau đây. Đó là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Xin mời quý vị ạ. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, mệnh Sơn đầu hỏa, không quá đào hoa, tuy cũng có sức hấp dẫn riêng nhưng không tới mức ong bướm theo hàng đàn. Đường tình duyên của bản mệnh cũng không được suôn sẻ cho lắm. Con giáp này dễ rơi vào vòng xoáy tình yêu với người đàn ông đã có nơi có chốn, đôi bên nảy sinh tình cảm sâu sắc nên trước sau cũng phải chịu nhiều tổn thương. Theo phong thủy lộc tài, người tuổi Ất Hợi nên chọn người yêu từ những người bạn xung quanh mình thì khả năng thành công và có được hạnh phúc sẽ cao hơn. Tất nhiên không phải lúc nào người ấy cũng có tình cảm ngay với mình, nhưng nếu bạn quyết tâm thì ý trung nhân hoàn toàn có thể bị rung động trước tình cảm chân thành của bạn. Những gia chủ tuổi Ất Hợi vốn mang bản tính hiền lành lại thêm phần tin người khác, dẫn đến nhiều phen lận đận. Nhưng bù lại, họ được trời phú cho trí tuệ, sự thông minh và một bản chất của một người nghệ sĩ sống thư thái và an nhàn. Xem tử vi tháng Nhâm Dần 2022 cho gia chủ tuổi Ất Hợi, trên phương diện sự nghiệp, dù bản mệnh không đạt được bước thăng tiến gì quá lớn, nhưng cũng sẽ không gặp phải quá nhiều khó khăn. Chỉ cần bản mệnh tập trung vào nhiệm vụ của mình thì công việc vẫn sẽ có tiến triển ổn định. Phương diện tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu nhích nhẹ, đặc biệt là trong các khoản thu phụ, bản mệnh chăm chỉ làm thêm thì ắt được trả một mức lương xứng đáng. Trên phương diện tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp được một nửa kia phù hợp, bạn nên quan tâm nhiều hơn đến hình thức của mình, như vậy dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác giới. Người đã lập gia đình cần phải chú ý giữ khoảng cách với người ngoài, chớ để chuyện thị phi gây tác động xấu lên quan hệ vợ chồng. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp nhâm dương thủy nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Ất Hợi trong tháng này cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề cần phải giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Người tuổi Ất Hợi có một tháng đầu năm mới đầy triển vọng. Bạn còn trẻ tuổi nên luôn cố gắng thể hiện điểm mạnh của bản thân mình, gây ấn tượng khá tốt đẹp với lãnh đạo và có thể là cả quý nhân. Người làm trong lĩnh vực sáng tạo hoặc chấp pháp có nhiều cơ hội phát triển trong năm nay. Bạn có thể đưa ra những quan điểm mới mẻ và ấn tượng, giúp tập thể có những bước tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. Thêm vào đó, bạn nhận được sự quan tâm dìu dắt của cấp trên cũng như những người có kinh nghiệm nên nhanh chóng học hỏi được những điều hữu ích, phát huy tác dụng lớn lao trên con đường thăng tiến tương lai. Vì vẫn còn trẻ, chưa va chạm nhiều nên bản mệnh có nhiều điều cần phải học hỏi và tốt nhất là hãy giữ thái độ khiêm tốn lắng nghe, tránh tình trạng ngựa non háu đá, chống đối với người có vị trí cao hơn. Thời điểm này, bạn có một vài cơ hội để thể hiện bản thân và gây ấn tượng với cấp trên, vì thế hãy mạnh dạn bày tỏ ý kiến và quan điểm của mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Ất Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Theo phong thủy lộc tài, tình hình tài chính của bản mệnh khá ổn định. Một vài người có biểu hiện xuất sắc trong sự nghiệp sẽ có cơ hội được thăng chức, tăng lương, cải thiện chất lượng cuộc sống. Với những người có ý định đầu tư, kinh doanh, trong năm nay thì bạn nên cân nhắc kỹ càng, học hỏi những người giàu kinh nghiệm, không nên nghe theo những lời rủ rê lôi kéo của những người không đáng tin cậy. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tuổi trẻ nên gần như không gặp những vấn đề nghiêm trọng liên quan tới sức khỏe. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn cần phải chăm chỉ rèn luyện, giữ gìn thân thể mình, tránh sinh hoạt thiếu điều độ, ăn quá nhiều thức ăn vặt hoặc đồ chiên xào, nếu không sẽ dễ dẫn tới các bệnh về dạ dày và suy giảm sức đề kháng. Ngoài ra, trong tháng này, bạn cần phải hạn chế những nơi đèo cao, vực sâu, nhiều âm khí, kẻo dễ gặp tai ương bất ngờ. Người tuổi Ất Hợi còn trẻ, thường bị cuốn vào công việc, tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này, bạn nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, luyện tập nghiêm túc với chính mình. Ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe mà bỏ bê bản thân. Những gì bạn cần làm là cắt giảm thức khuya, có thể gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho cơ thể của bạn. Ngoài ra, bạn cần phải cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi và giữ chế độ ăn uống hợp lý cùng với thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Các quý gia chủ tuổi Ất Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn và bình an cũng như là sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh theo tuổi của các gia chủ tuổi Ất Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển tốt đẹp. Nếu tích cực tham gia vào các buổi giao lưu tụ tập bạn bè, bạn hoàn toàn có thể sớm tìm được người phù hợp với mình. Nam mệnh không nên rụt rè trong việc chủ động làm quen với bạn khác phái. Nếu có thiện cảm với ai, hãy tiến đến gần để tiếp xúc và hiểu hơn về đối phương, đừng chờ đợi người ta chủ động liên lạc với mình. Mối quan hệ giữa bạn với người lớn trong nhà nói chung hòa hợp, bạn cần phải lắng nghe lời khuyên của những người đi trước nhiều hơn, và nhất là trong những vấn đề mà mình còn chưa hiểu rõ. Người đã lập gia đình về cơ bản vẫn giữ được bầu không khí hòa hợp trong nhà, đôi bên vẫn đang trong quá trình dung hòa và thích ứng với một trang mới trong cuộc sống. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần lục hợp hợi tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Ất Hợi trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 1 năm 2022, tức ngày 9 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 1 năm 2022, tức ngày 21 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Hợi trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 1 năm 2022, tức ngày 6 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 1 năm 2022, tức ngày 18 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Ngày âm lịch ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Ất Hợi trong tháng 1 âm lịch. Và chắc hẳn là quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng là quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong chính cuộc sống hàng ngày của mình để chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Và đó chính là điều mà ai trong chúng ta cũng mong muốn, đúng không ạ? Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã khép lại. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung tiếp theo.